chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu có đi dạo một vòng chợ, thấy tôm vừa tươi vừa rẻ, cho nên Dâu quyết định là mua nửa ký tôm về làm món tôm xào bơ tỏi sốt nước me nha mọi người. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có nửa ký tôm. Nửa ký tôm thì Dâu mua khoảng 60 ngàn nha mọi người. Dưa leo và ngò thì mình sẽ dùng để trang trí nha. Một ít tỏi băm. Một ít bơ, bơ thì mình sẽ dùng bơ Tường An nha mọi người. Một ít nước cốt me. Một ít ớt khô. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt một cái chảo và bỏ bơ vào đun chảy nha mọi người. Bơ sau khi đã tan hết thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ tỏi băm vào nha mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ một ít ớt khô vào để cho tạo vị nó cay cay á mọi người. Với lại có một tí màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đổ tôm vào luôn nha mọi người. Mọi người nhớ đảo đều tay cho tôm nó thấm áo đều gia vị lên nha. Món này làm nhanh lắm mọi người, chưa gì là mình thấy là sắp hoàn thành món ăn luôn rồi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị nha mọi người. Chúng ta sẽ cho một muỗng đường, 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm nước cốt me vào luôn nha mọi người. Sau khi bỏ nước cốt me vào thì mọi người sẽ nêm nếm lại cho vừa miệng nha. Mình sẽ để cái chảo này khoảng 5 phút nha mọi người, để cho gia vị nó thấm vô, với lại cái nước sốt nó sẽ khô đặc lại một xíu cho nó sạch sạch, nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đi sắc dưa leo để mình trang trí nha. Mình đã chín rồi, bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí nha mọi người. Ta-da, vậy là món tôm xào bơ tỏi sốt nước me của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Món này cực kỳ bắt cơm nha, mọi người có thể dùng với cơm nè, hoặc là ăn không, hoặc là có thể lai ra với bạn bè. Chúc mọi người thành công với món này nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Nếu mọi người có nhu cầu muốn nấu thêm món gì thì comment bên dưới giúp mình nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Bye bye.